sinh năm 1984, thì cái sự việc mà nổ lò hơi ở ngoài Đồng Nai đó, thì trong số đó thì có anh Cường đây là quê ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, đã từ trang vào lúc 8:30 của cô chú anh chị. Thì sự việc rất là thương, gia đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Giờ lúc là lễ nhập quan, giờ lúc là 3 giờ ngày 2 tháng 5 2024, nhằm ngày 24 tháng 3 giáp thìn, lễ nhập mạch là lúc 9 giờ ngày 2 tháng 5 2024, còn nhằm ngày là 24 tháng 3 giáp thìn như ông bà cô chú anh chị. Hiện tại thì gia đình hoàn cảnh của Nhân Cường đang gặp khó khăn. Hai vợ chồng thì từ lúc mà khi gặp với nhau thì cũng có không có ở quê nhà mà là đi ra Đồng Nai để mà lập nghiệp cho đến hiện nay là 16 năm. Và bên cạnh đó còn có một cô con gái nhỏ 17 tuổi hiện tại đang ở quê nhà và đi làm cái công việc là mua bán xếp quần áo cho người khác. Còn hiện tại được biết là vợ của anh Cường cũng đang mắc phải một căn bệnh không thể nào mà đi làm lao động như được quý bà cô chú anh chị. Thì hiện tại hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Thì nếu như mà quý mạnh thường quân nào, cô chú anh chị em nào có lòng thương gia đình thì muốn giúp đỡ cho gia đình thì có thể liên hệ cho tất cả những người em đang có mặt tại nơi đây. Chị là người trực tiếp đi nhận anh về hả chị? Dạ đúng rồi anh. Rồi em lúc mấy giờ chị? Dạ em nhận về tới là 2 giờ. 2 giờ nhận qua ha. 2 giờ đêm hôm nay nè. Dạ. Khi mà xảy ra cái sự việc là lúc đó là chị có ở trên mà Đồng Nai không? Dạ em đã hiện tại trọ Đồng Nai luôn anh. Dạ. Chị đi làm chung với anh không? Em làm riêng công ty ông xã, em làm riêng công ty. Chị làm riêng công ty mà cách công ty của ông xã chị là bao xa? Cũng khoảng là độ em nghĩ là cũng gần anh mà đó, em không biết là bao nhiêu nhé. Dạ. Dạ. Đây qua cả nhà xanh này à. Rồi khi mà xảy ra cái sự việc lúc đó là chị nghe cái tiếng động không? Dạ đúng, em nghe tiếng động là em hiện đó là em đang ở trong trọ, em nghe nổ một cái chát cái gì đó. Là em biết là công ty Bình Minh nổ, em mới móc điện thoại ra điện ông xã em gì không liên lạc được. Là trong khi đó là em nghe là người ta nói là bình thường nhiều lắm, lại là em hồn nghi. Em hồn nghi là ông xã em chắc có thể bị. Dạ. Lúc đó thì cái sự việc xảy ra như thế nào đó chị chia sẻ để khán giả bà con xa gần hiểu thêm đó chị. Dạ, thì trong khi mà xảy ra công việc thì em sẽ nghi là em đi thẳng vô công ty. Vì em đi vô chỗ chồng em đứng làm gì ngay tại hiện trường đó, thì em thấy là hai người nằm nhưng mà em không phát hiện được là ông xã của em. Tại vì người thân của em vô lục gỡ lên là một hồi tìm được cái đầu cho nên mới phát hiện được là ông xã của nhà em. Trong số là 6 người mất thì cũng có mấy người biến dạng hay gì? Trong dạ. Đó có ông trong khi đó là biết dạng là em biết được hai người đứng máy là ông xã em với người đứng máy với ông xã em. Là ông xã chị là người trực tiếp đứng ngay chỗ lò hơi, được kêu đứng máy là chỗ lò hơi luôn phải không? Dạ, gần lò hơi đó anh. Dạ. Cái đó là cái gỗ hả chị? Dạ gỗ mà sao thắc mắc gỗ cái lò gì đó. Lò hơi là cặp luôn anh, cặp mí dách nhưng mà theo thật sự công ty dách đó là nó bằng gỗ bằng thiết chứ nó không có bằng tường, cho nên làm cái nổ cái bùm một cái đó là ông xã em là bị thiết đó, lúc đó nó văng nó tan vô ngang anh. Dạ. Sức phát ngang cái dạ. Chốt trên luôn. Ngang đây nè, đây là sức xéo, đây là sức cái chốt này em vô là em lượm cái chốt này em gắn lại mà. Dạ. Chị hay là chị chạy vô kịp thời lúc đó luôn? Không, rồi trong lúc mà nổ rồi là máy tắt hết đó là em vô là em chưa phát hiện, nhưng mà người thân của em là có ông già em vô là một hồi mới phát hiện là ra nhận được ông xã em mới được. Một con của chú rồi là mới cho là chở của anh về mà cũng không có còn nguyên dạng. Bây giờ là tứ gì là cũng tứ tung hết trơn rồi, là cũng có còn nguyên dạng này. Quá trời đau lòng. Chị là mình bao lâu là mình mới đưa anh ấy đi ăn nghỉ chị? Dạ 26 anh. 26 ha. 26 mấy giờ chị? Em chưa có hỏi chi trai nữa. Dạ. Ủa em ngồi vô mấy giờ? Ở trên bảng cáo phó em thấy là để 15:30 là 3 giờ chiều. Rồi bao nhiêu? 3 giờ chiều đó. 3 giờ chiều. Dạ. Mình hôm qua thì hãng có hỏi gì hỏi đi. Mình để anh An nghỉ ở đất nhà luôn hả chị? Dạ em để bên nhà chồng. Đất nhà nhưng mà nhà chồng. Nhà chồng là tại vị trí nơi đây luôn ha. Dạ.
Tại vì em với ông xã gặp với nhau là chưa có nhà mà cũng chưa có tư duyên gì hết, đi làm mướn thôi anh. Là từ lúc mà hai chồng đến với nhau là đi làm mướn tới giờ luôn là chưa có ngôi nhà ổn định luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi trước cái ngày mà xảy ra cái sự việc đó là chị cho anh Cường này đó là ảnh có nói gì không? Nói chung là buồn lắm anh. Ngủ đi chơi đi đò mỗi lần là đi dữ lắm, nghỉ là đi tới chiều hoặc là trưa đó mới về. Nhưng mà phát hiện ra là có 3 ngày là ít có đi chơi lắm. Mà khi nào về là em ngủ mới đi chứ còn không cũng nằm ở nhà vậy đó. Nhưng mà em cũng không biết sự việc là nói chung là trong 3 ngày trước đó thì khi mà cho việc là cái là ảnh có cái biểu hiện lạ ha. Như là buồn vậy đó. Dạ. Lúc đó là chị cũng không biết là sao nữa. Chứ bình thường là ảnh cũng vui vẻ cũng đi chơi. Lắm, dạ. Chứ cũng có một cái điểm gì đó báo cho chị nhưng mà chị không hay. Thường anh Cường đi làm công ty như vậy là có tăng ca thường không chị? Chung là 7 giờ rưỡi sáng tới 7 giờ rưỡi chiều anh. Dạ. Ca 12 đó. Ca 12. Ừ. Một tháng thu nhập nhiêu chị? Một tháng thu nhập là mười mấy, là 16, 17 triệu. Là riêng anh Cường ha? Dạ. Riêng anh Cường. Khi mà chị nhận anh đón anh về nhà thì chị lên trển mình cái thủ tục mình làm lâu dữ không chị? Dạ lâu lắm anh. Hồi lúc đưa ông xã em tới bệnh viện Đồng Nai đó là em độ khoảng là 9 giờ mấy. Mà hồi trong khi em chở em làm giấy tờ thủ tục chở ông xã em về được đó là 9 giờ 47 em mới lên xe ra về. Dạ. Dạ. Trong số là 6 người mắc đó thì như vậy là theo chị nhận thấy là ai được về nhà trước? Thì trong khi vô trong đó nằm là hồi lúc em vô là 6 ca nhưng mà ra 2 ca trước là Bắc á anh, ở ngoài Bắc á. Dạ. Dạ, rồi mới tới ông xã nhà em. Hai cái ca là ông xã là ca thứ 3. Ca thứ 3. Như là còn 3 ca nữa. Tại vì còn những người là không có nhận được, người thân không có nhận được. Dạ. Thì cho nên là phải làm cái thủ tục là xét nghiệm là mới nhìn ra được cái mặt nữa. Dạ, gắn lợi rồi mới biết được. Rồi hỏi ốc hết trơn quý vị ơi. Chị với anh Cường là mình lên trên Đồng Nai mình làm bao lâu rồi chị? Nói chung là năm nay em làm là 16 năm rồi. 16 năm rồi ha. Dạ. Vì hoàn cảnh khó khăn là hai vợ chồng gặp nhau rồi là cho nên đi làm mướn, về nhà thì ở bên mẹ ruột, thời gian rồi qua bên mẹ chồng chứ cũng chưa có nhà. Mà cũng là chưa có ruộng, chưa đất gì hết anh, chỉ là đi làm thuê rồi ăn thôi chứ cũng là chưa có nhà cửa gia đình gì hết. Dạ. Còn hiện nay là mình đem về đây để mà là làm đám là dạ. Nhà của ai? Mẹ chồng. Nhà của mẹ chồng nha. Nhà mẹ chồng chứ phải là nhà của anh chị hả? Dạ không, nhà mẹ chồng em hai đứa chưa có nhà anh. Anh chị là chưa có nhà. Dạ. Vừa là anh chị đi làm ở trên đó Đồng Nai đó là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm nè. Mười mấy năm. Dạ. Anh chị là được mấy đứa cháu? Dạ một đứa. Một đứa. Con lớn chưa cho anh chị? Gái là phải đứng với em nha. Dạ, gái là cũng 16-17 tuổi rồi ha. Sao mà em có thắc mắc như gì những cái ngày đó, ngày lễ thì đúng ra được nghỉ chứ tại sao là mình đi làm ngay cái ngày lễ đó? Thì nói chung là công ty Bình Minh này là nó bắt buộc lắm anh, là làm là suốt cái thời gian nghỉ, nếu khả năng mình mệt đó là mình giết phép mình nghỉ thôi chứ nó không có cho mình nghỉ. Dạ. Có thể là dạ lễ nó cũng vẫn bắt đi làm, cho nên bữa đó chồng em nó cũng cố gắng nghèo mà đi làm để kiếm tiền thì nghe một nhân hai thì cũng ham đi, cho nên là không biết xảy ra gì. Nói chung cái này là do là cái sự cố thôi chứ dạ, không dạ. Ai muốn cái vấn đề này xảy ra hết dạ. Cả gia đình của mình và cả công ty nữa không dạ. Ai muốn cái sự việc này xảy ra dạ. Đó. Một cái công ty chỗ ông xã chị làm như vậy là công nhân đông không? Em cũng không hiểu nó mấy, không biết là đông hay không tại vì dạ. Em cũng không có hỏi nữa anh dạ. Thì em nghĩ một cái đó một cái lò hơi nó rất lớn, lớn thì cái công nhân là chắc phải là đi theo ca, thường là đi theo ca. Nhưng mà nếu mà tập trung mà một lúc là đông người như vậy là chắc nghĩ là ra đi chắc nhiều người lắm. Làm theo ca đó anh, ca đêm rồi ca ngày. Như vậy là ông xã của chị từ cái chỗ có khoảng cái lò hơi đó thì văng ra ra khu vực ngoài xa không? Nói chung là từ cái lò hơi mà cặp với mấy ông xã em nó nổ là ông xã em là úp luôn, úp tại xuống cái chỗ cái máy đứng đó luôn. Là về dán á, là nó đè ông xã em lên luôn mà. Dạ. Ở trong khi vô là gia đình em vô là phải móc ông xã em lên đó chứ cũng đâu phải là vô là gặp đừng nằm ở trên. Ừ. Móc yeah. Móc xong rồi là cái thiết là vẫn còn nằm ở trên cái mình đó là lấy thiết ra, còn dính trong mình ông xã em. Ừ. Ừ. Dạ. Tại vì nó cái hơi nó tắm vào đầu là dạ. Nó dính vô luôn ha. Dạ. Có chú ở Sóc Trăng chia sẻ là con của chú là văng ra từ
trong ngoài mét. Dạ. Dân ra cút phía ngoài luôn. Mà mấy người dân ra ngoài luôn. Dạ có anh, có dân dân ra. Hiện bây giờ là ở chồng chị là đưa về trước, còn là chú đó là tính đem con của chú về đêm hôm. Nhưng mà do là không có nhận dạng được, rồi bây giờ là phải là chú phải đi trong đêm lên đó là xét để cho trùng nhốt, để trùng nhốt ra hoặc là gì đó mới nhận dạng đem đi. Ngày hôm qua giờ thì anh bên phía bên chủ rồi có hỏi thăm không chị? Dạ nói chung là hồi trong khi ngày hôm qua đó là xong rồi là chủ công ty đó anh là người ta cũng trốn luôn. Trốn luôn? Trốn. Trong có thể em nghĩ là trốn tránh mặt hoặc là như thế nào có đó vậy em không hiểu. Thì em cũng nghe lỡ dân nói lỡ thôi chứ em cũng không rành. Rồi cho nên trốn rồi thời gian em nghe là cũng công an bắt lại rồi gì đó. Em cũng nghe nói lỡ thôi chứ em cũng chưa nắm lại được. Hỏi thăm vô gia đình rồi. Dạ, dạ chưa có hỏi thăm hoặc là chưa. Mắc nhiều người quá mà thật sự không ai muốn hết, chẳng ai muốn hết. Tại vì nhiều khi là do cái sự cố thôi, chứ đâu có ai muốn đâu. Đương nhiên là mắc nhiều người như vậy thì phải giữ người lại rồi, giữ người chủ công ty rồi để điều tra như thế nào. Chị được mấy cháu vậy? Dạ một cháu. Dạ có một cháu nào cũng trước giờ ở quê nhà mình có đất cát ruộng vườn gì không chị? Đất cát ruộng vườn là bên chồng với bên mẹ thôi, chứ còn nói về hai đứa em là cũng chưa có. Nói chung là hai chồng mình chưa có tích lũy được ha. Dạ. Đa số là ở trên Sài Gòn thôi. Sài Gòn dạ, đa số là em về là về mẹ tết thì em về bên mẹ bên cha bên chơi ngày hai ngày là qua rồi em đi nữa, chứ em cũng chưa có. Có những gia đình, dạ. Có những lần nào mà anh chị bàn lại nói sẽ làm kiếm số vốn về quê để cắt nhà mua đất gì không? Dạ, có thể gì cũng có bàn nhưng mà chắc cũng về xin đất cha mẹ cắt thôi chứ mua chắc muốn không nổi, đi làm mướn này chắc muốn không nổi. Mình nói cho ngay với như cái mức thu nhập của anh một tháng 10 mấy triệu. Thì chị làm nữa thì em cho là dư một đầu lương một người đó thì ít nhiều gì mình cũng tích lũy được một phần nào đó, chứ nói chung là cũng phải là khó khăn lắm, nhưng mà do anh chị là chưa có muốn cắt nhà thôi. Theo thời gian cũng khoảng gần năm nay rồi, và gần cũng gần năm em cũng không có đi làm nữa, tại vì em có cái bệnh á, cho nên em là bị lao ho mãi, dặn em vô công ty là em mệt em không làm nổi, cho nên là ông xã em cũng nuôi em thời gian đó. Dạ vậy hả? Dạ. Chứ em nghĩ là nếu như hai vợ chồng đi làm hết, có thu nhập ổn định hết thì em cho chi phí ăn uống nhà trọ tháng cho mắc đầu lương một người. Dạ. Mình là con gái của mình hiện nay còn đi học không chị? Dạ nghỉ đi bán mướn cho người ta. Bán mướn. Dạ, đi cũng đi làm mướn. Đi làm mà làm ở trên đó luôn, ở trên Đồng Nai luôn hả chị? Làm ở dưới quê này là đi. Dạ. Bán theo shop quần áo người ta mướn bán. Quá trời đau lòng luôn của chị. Khi mà mình nghe cái tiếng nổ gì mình chạy đến hiện trường cái là mình chắc mình nhìn giống như một cái cơn là cuồng phong vậy hả chị? Dạ, đúng rồi, cái đó lúc mà em nghe nổ cái là em vô hiện trường cái là em thấy là nằm lặng đã hết trơn, mà cái ở ngoài thì nó đen thui hết trơn cũng lắm. Em không nhận ông xã em được, tại vì lúc đó là ông xã em bay sức cái này hết rồi. Hồi lúc em vô, gia đình thân nhân của em vô đó là lật ông xã em lên là lấy mấy miếng dán ra rồi, mà mày còn phải lấy cái miếng thiết ra, nó còn dính vô trong cái người của ông xã nữa. Tại vì trong đó nếu như mà mình không bị cái vỏ thùng, nếu như mình không bị cái vỏ cái thùng hơi nó quăng trúng thì nội mà cái lực nén đó thì nội gỗ rồi không nó đè mình cũng đủ mắt rồi. Chứ cái diện tích ở trong công ty đó là vòng đó là rộng dữ không chị? Dạ rộng lắm anh, công ty lớn lắm. Dạ. Nhưng mà thật sự ra là nó làm dữ lắm, nó không có ngày nghỉ đó, em nói thẳng làm không có ngày. Dạ. Nghỉ. Ca này ra rồi là tới ca kia vô, ca kia ra tới ca nọ vô, chứ không có ngày nghỉ. Nói ngày người ta làm như vậy thì công nhân cũng có cái quyền lợi, ví dụ công nhân nào đi ca thêm 24 thì có tiền thêm, nhưng mà em nghĩ thì làm giống như là tăng ca là do mình thôi chứ cũng không ai ép mình ha. Dạ, tại vì mình làm được thì mình làm thêm rồi mình có tiền nhiều. Dạ, với cảnh nghèo mà anh đi bằng thì thấy tăng ca hoặc làm có ra tiền thì cũng ham. Đúng rồi. Cho nên dạ trường hợp đi bằng nó. Công ty đó là người chủ của Việt Nam hay là nước ngoài? Trung Quốc luôn. Của Made in China.
Chồng chị là làm trong đó, là làm bên khâu, là chụm lò. Không phải chụm lò, anh đứng về máy như máy bào á. Máy bào. Là, dạ, hai người đứng hai máy, như bên đây rút qua rồi người kia bắt cắt xuống vậy đó. Nhưng mà đứng cặp lò hơi, đứng gần lò hơi. Thì em nghĩ cái lò hơi ở trong cái xưởng gỗ đó thì có lẽ là cái lò hơi đó để mà sấy cho khô quá chị. Dạ. Nói chung là cái lò hơi đó là để bỏ phôi vô lặn đốt luôn, đốt ra cho nó cháy luôn đó. Dạ. Cái phôi là cái gì chị? Gỗ của mình nó bỏ gỗ vô nó đốt cho cháy luôn đó. Mà em không biết nó đốt nó cháy, nó đốt lò để nó làm ra cái gì mà em cũng không cần gì cái đó mấy. Dạ. À, thường ông xã chị đi làm về không có chia sẻ cái chỗ mà cái nơi của anh làm sao? Vì ảnh về ảnh cũng chia sẻ là chỗ anh làm, ảnh cũng nói với em là máy bào vậy thôi. Như người đút qua đút lại rồi cho ăn rồi người bên kia bắt vậy thôi, chứ ảnh cũng không có nói về khu vực làm đó là như thế nào cho em biết. Dạ. Quá trời sót luôn. Thì hôm nay mấy anh em đến đây á chị, thì cũng như là trước tiên thì cũng xin chia buồn với gia đình của mình. Và sự việc nó xảy ra thì cũng như là không ai muốn hết. Thì ở đây thì em cũng gửi cho chị 1 triệu ha, để lo nhang khói cho ảnh ha. Em cũng thay mặt cảm ơn các anh đến gia đình em đã cho ông xã em. Dạ, nói chung là anh em đến đây trước là gửi lời chia buồn cùng gia đình. Dạ. Bên cạnh đó thì cũng rất là mong là anh em chia sẻ video lên, hữu duyên đến Quý Mạnh Thường Quân xa gần, có thể là chia sẻ với gia đình của chị á chị. Thôi chị cố gắng thôi chị. Em cũng rất chân thành cảm ơn các anh đã đến đây. Dạ, không có gì đâu chị. Dạ.